Đây là sữa đậu nành hâm sôi, và cái sữa đậu nành này là của Malaysia. Cái hạn sử dụng của nó là được ghi ở phía trên này. Đó, cái chữ B là ngày sản xuất nè. Và cái chữ E là cái hạn sử dụng của nó tới ngày 11 tháng 11 năm 2023 lận. Và cái loại này đó là sữa đậu nành ít đường. Một số cái thông tin của sữa đậu nành, nó ghi bằng tiếng Malaysia nên là hơi khó đọc. Nó có thành phần nè, dịch chiết xuất từ đậu nành 75%, nước rồi đường mía. Bên đây là có một cái nhãn tem phụ để cho mình đọc. Cái này là 1 lít. Sau khi mà mở hộp á thì mình sẽ sử dụng trong vòng 3 ngày là tốt nhất. Giờ sẽ mở ra nha. Có cái phía đầu mở trên đây. Và sau đó thì nó có tem niêm phong nè. Sẽ mở ra xem sữa nó như thế nào. Rót ra thử xem. Về cái màu sắc á, nó cũng giống như là sữa đậu nành của ở ngoài mấy cái chỗ mà nó làm đậu hũ á. Nó hơi đục đục và trắng, trắng cái kiểu mà ngà ngà giống như đậu nành đó. Khi mà mình rót ra thì nó có bọt. Uống thử xem. Cũng ngon lắm, nó béo kinh dị luôn. Với lại một phần nữa thì nó ngọt ít xịt nè, bởi vậy nó có ghi nè, ít đường nè, rất là ngon. Đương nhiên là cái vị thơm của nó sẽ không có bằng những cái loại sữa đậu nành bịch mua ở Việt Nam rồi, do là những cái loại sữa đậu nành đó nó bỏ nhiều hương tổng hợp á, nên cái mùi đậu nành của những cái bịch sữa đậu nành nó rất là nồng. Còn cái này thì nó chỉ là một cái mùi hương nhẹ nhẹ của đậu nành nguyên chất thôi, rất là ngon luôn. Và khi mà uống á thì không có cảm giác ngọt, mà nó chỉ ngọt, hơi ngọt ngọt một chút xíu thôi ạ. Rất là thích hợp đối với những người mà có vấn đề về đường huyết hoặc là muốn giảm cân á, sợ bị tăng cân á, thì có thể uống sữa đậu nành này. Rất ngon luôn, thơm. Béo ghê luôn. Sữa đậu nành này ngon tuyệt vời. Rất là béo và hầu như là nó ngọt rất là nhẹ luôn á. Ngọt nhẹ cực kỳ luôn. Rất là ngon.